Xin chào toàn thể anh chị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học pha chế Bartender nhập môn. Đây là khóa học được chia sẻ miễn phí trên kênh YouTube Học Pha Chế và tôi là Tuấn Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ với anh chị các bạn về những kiến thức liên quan tới rượu. Tại bài trước thì là bài số 4, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái quy trình sản xuất rượu tequila. Đó, rượu tequila được sản xuất trưng cất như thế nào và những đặc điểm cách phục vụ, cách uống rượu tequila ra làm sao, thì chúng ta cùng sơ lược lại một chút những kiến thức về bài cũ liên quan tới rượu tequila. Thì rượu tequila thứ nhất là nó sẽ có nguồn gốc xuất xứ tại Mexico và được sản xuất từ cái cây có tên là Blue Agave. Đây, như anh chị các bạn chúng ta có thể thấy đúng không ạ? Có hình dáng khá giống trái dứa. Từ khi trồng đến thu hoạch cái cây này thì nó mất khoảng 8 đến 12 năm. Cái quá trình người ta sản xuất rượu tequila thì đó sẽ là thu hoạch cái cây Blue Agave này, sau đó thì bắt đầu loại bỏ phần vỏ, sau đó bắt đầu là giao chiết xuất ra thành nước, bắt đầu đem chưng cất, lên men, nấu, lọc, làm tuổi và pha trộn và đóng chai, đúng không ạ? Đó là cái quy trình người ta sản xuất rượu tequila. Đó, ngoài ra tequila thì mình phân ra đâu đó làm 4 loại, đó là cái loại Blanco, Silver, Plata, Reposado, Anejo và Extra Anejo. Mỗi một loại này thì nó sẽ khác nhau là ở cái độ tuổi người ta ủ trong thùng gỗ sồi, đúng không ạ? Đó, đối với cả cái loại Blanco thì thời gian ủ ngắn. Reposado là cái loại phổ biến nhất ở trên quầy bar với thời gian chúng ta ủ trong thùng gỗ từ 2 tháng cho tới dưới 1 năm. Sau đó tiếp theo là cái loại Anejo với thời gian ủ trong thùng gỗ sồi từ 1 tới 3 năm và Extra Anejo là cái loại mà người ta sẽ ủ trong thùng gỗ từ 3 tới 5 năm. Thì đó là những cái kiến thức nền tảng cơ bản về rượu tequila. Tequila thì phổ biến nhất là khi uống là chúng ta sẽ uống theo cái phương pháp là gì ạ? Là uống neat. Uống neat là uống trực tiếp trong cái ly shot đi kèm với chanh và muối. Cách thứ hai là sử dụng để pha chế các món cocktail như là margarita hay là tequila sunrise. Bây giờ xin mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau vào cái bài học ngày hôm nay tìm hiểu về rượu whisky. Whisky là gì? Whisky là một trong những cái nhóm rượu mà rất phổ biến trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam của chúng ta, có mặt tại khắp mọi nơi trong các bữa tiệc tại nhà hàng, quán bar, khách sạn hay trong gia đình, đúng không? Chúng ta đều rất phổ biến uống rượu whisky và đây là một cái loại thức uống có cồn yêu thích đó, dành cho tất cả mọi người từ trẻ cho tới già, nhưng mà phải trên 18 tuổi trở lên các bạn nha thì mới có thể uống rượu được. Rồi, cái thứ nhất là đối với rượu whisky thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu những cái kiến thức nó tương đương giống như là những cái loại rượu khác mà chúng ta đã học ở trong những bài trước, đó là nguồn gốc xuất xứ này, cách uống rượu như thế nào này, đó, và cái rượu đó thì cái quy trình sản xuất chưng cất ra làm sao thì anh chị các bạn chúng ta cũng cần phải nắm được. Rồi những cái phân loại của rượu, những cái ký hiệu ở trên chai rượu, nếu có những cái thông tin ở trên chai rượu mà chúng ta cần phải nắm được để chúng ta hiểu về cái chai rượu đó, từ đó sẽ giúp mình có thể phỏng đoán được hương vị của chai rượu, những đặc điểm tính chất của nó và cách chúng ta sử dụng đúng mục đích như thế nào. Thứ nhất, rượu whisky thì theo ghi nhận thì nó có nguồn gốc tại Scotland và bắt đầu từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 17 các bạn nhé. Đó, một số tài liệu thì ghi chép là từ thế kỷ 15 nhưng có một số tài liệu ghi chép là thế kỷ thứ 17. Trong khoảng thời gian đó thì whisky là một cái sản phẩm mà nó cũng được sản xuất từ cái quá trình chưng cất từ ngũ cốc các bạn nhé. Ngũ cốc là một cái danh từ chỉ chung các loại lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm chủ yếu của con người chúng ta như là mạch, lúa mì, ngô, khoai, sắn. Thì trong đó whisky thì chủ yếu nhất là sẽ được chưng cất sản xuất ra từ lúa mạch vàng hoặc là lúa mạch đen. Và các loại ngũ cốc cũng có được sử dụng để trong sản xuất rượu whisky các bạn nhé. Có hai phương pháp sản xuất rượu whisky phổ biến nhất, đó chính là sản xuất whisky với mạch nhá đơn, gọi rằng là single malt whisky mà chúng ta vẫn nhìn thấy trên cái chai rượu whisky của Scotland đó. Loại thứ hai đó là người ta sẽ sản xuất rượu whisky pha trộn, gọi là blended whisky đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào những cái page, những cái slide sau. Được sản xuất từ ngũ cốc chủ yếu là lúa mạch và ngô đó, các bạn thấy là ngô cũng có được sử dụng dùng trong cái việc sản xuất rượu whisky, nhất là đối với những loại whisky đến từ Mỹ, ví dụ như whisky của vùng bourbon với cái nhãn sản xuất với cái nhãn rượu là Jim Beam đó, rất phổ biến tại quán bar. Đó là loại rượu whisky mà được chưng cất sản xuất từ ít nhất 51% là từ bắp các bạn nhé, 51% là từ ngô, còn lại là pha trộn thêm những cái thành phần từ ngũ cốc khác. Rượu whisky thì sẽ có đặc trưng là có màu nâu sậm cánh gián, vị thơm đặc trưng rất riêng và nồng độ cồn khoảng 40% ALC đó. Rượu whisky thì sẽ không có những cái màu như là blanco hay là clear whisky hay là white
có những màu trong suốt, trắng không màu là không có bạn nhé. Whisky đặc trưng là sao? Nó sẽ có màu nâu sậm cánh gián, màu rất khá tương đồng với cả màu rượu của brandy mà chúng ta sẽ học trong bài sau. Whisky ngày nay thì được sản xuất tại rất nhiều nơi trên thế giới như là Scotland này, Ireland này, Mỹ, Canada, Nhật Bản. Đó, Việt Nam mình cũng sản xuất được whisky luôn. Nha, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu vào những cái page sau để xem là whisky thì chúng ta sẽ cần lưu ý những cái thông tin gì. Đó, ở đây thì chúng ta thấy có những cái bức ảnh tôi đại diện một số các nhãn sản xuất, một số các nhãn hàng từ cái nhà sản xuất thứ nhất là Jack Daniel's. Đó là một cái nhãn rượu whisky rất nổi tiếng và phổ biến tại các quán bar. Đó, đến từ cái vùng Tennessee, là cái vùng ở Mỹ các bạn nhé. Đó. Rồi chúng ta có Gentleman Jack, cũng đến từ vùng Tennessee luôn. Và dưới đây thì một số các nhãn rượu của gì ạ? Của nhà Nhật Bản, sản xuất đến từ Nhật Bản. Mình sẽ đi tiếp. Rồi, có một vấn đề chúng ta sẽ cần phải lưu ý về rượu whisky, đó chính là cái cách viết đấy, đánh vần chính tả cái ký hiệu ở trên chai rượu whisky. Thì các bạn nếu anh chị để ý ấy, chúng ta sẽ thấy là có những cái chai rượu whisky ở trên thân chai người ta ghi cái chữ là whisky như này đó, và có một số cái chai rượu whisky khác thì trên thân chai nó lại ghi cái chữ là whisky như này. Thật ra cả hai chữ ấy đều đọc là whisky các bạn nhé, đều đọc là whisky, nhưng mà bắt đầu từ đây để cho phân biệt thì mình sẽ đọc cái này khác đi một tí là whisky các bạn nhé, whisky, nhưng thật ra nó đọc đều là whisky hết đó. Whisky thì theo nguồn gốc lúc ban đầu ạ, thì nó cái từ này nó có nghĩa rằng là gì, là nước của sự sống đấy, và nó có nguồn gốc là tại Scotland và Ireland các bạn nhé. Và đầu tiên thì cái từ gốc đầu tiên nó xuất hiện trên thế giới ra đời thì đấy chính là từ whisky này đấy, nó chính là cái từ gốc đầu tiên. Đấy, thế tại sao về sau nó lại ra cái từ whisky này, cái từ whisky này đấy, bởi vì nó trải qua một số những cái sự kiện mà tôi sẽ không nói quá dài dòng đây, vì nó liên quan đến lịch sử thì mình sẽ chỉ nói tóm gọn vắn tắt thôi. Đấy là gì, một số các sự kiện, thứ nhất đấy chính là gì ạ, là cái luật về thuế rượu. Khi mà cái thời gian ấy mà vào cái thế kỷ 17, khi mà người ta bắt đầu sản xuất rượu whisky thì cái thuế lúc đấy rất là cao đó. Chính vì vậy cho nên rằng là các nhà sản xuất rượu ấy, người ta mới phải tìm đủ mọi cách để người ta trốn thuế bằng cách là người ta nhập những cái nguyên liệu khác về, cũng như là pha trộn những cái thành phần nguyên liệu khác đấy, để làm sao để trốn thuế, để cái giá trị của cái rượu khi mà người ta sản xuất ra ấy, người ta không phải chịu cái thuế cao. Vấn đề thứ hai đấy là cái vấn đề liên quan tới giấy phép để sản xuất rượu. Thì cái thời gian đầu đấy thì cũng có rất ít các lò sản xuất rượu cũng như rằng là người ta có cái giấy phép về cái việc chứng cấp sản xuất rượu, các bạn gần như là không có đấy. Thế cho nên là nó có những cái luật để ban hành để cấm rượu cũng như là đánh thuế rượu cao. Thì những cái người nhập cư Ireland ấy, người ta mới di cư sang cái vùng Bắc Mỹ và Mỹ đó, và bắt đầu là sử dụng những cái thành phần nguyên liệu khác, đem theo những cái công thức này, cũng như là sử dụng những thành phần nguyên liệu khác, người ta phối trộn, người ta tạo ra các loại whisky mà sao ạ, sử dụng cái thành phần nguyên liệu nó không phải đến từ 100% từ mạch nhà đơn. Và bắt đầu là cái whisky blended nó ra đời các bạn, là whisky pha trộn ấy. Đó, và để phân biệt với cả cái loại whisky mà từ một cái lò nấu rượu đơn lẻ cũng như là sử dụng cái mạch nhà đơn để sản xuất ra rượu whisky. Thì những cái loại whisky mà sử dụng cái phương pháp là pha trộn từ những cái thành phần ngũ cốc khác thì ngày nay chúng ta sẽ phổ biến thấy là có cái ký hiệu là whisky ở trên thân chai rượu như này. Còn whisky này là thường sẽ áp dụng cho những cái sản phẩm, những cái chai rượu nào á mà sử dụng cái phương pháp sản xuất từ mạch nhà đơn, tức là cái single malt whisky ạ các bạn. Đó, thì chúng ta phân biệt là như vậy nhá. Và ngoài ra nữa thì ngày nay á thì cái whisky á thì sẽ có một số đặc điểm như này. Thứ nhất là đối với cái ký hiệu là cái từ whisky này thì nó sẽ là các loại rượu được sản xuất chủ yếu là tại Scotland, Canada và Nhật Bản. Thì các bạn sẽ thấy trên thân chai rượu nó sẽ có chữ whisky như này. Thông thường thôi nha, chứ không phải rằng là bắt buộc, không phải bắt buộc. Đấy, theo ghi nhận thì thật ra là không hề có một cái luật nào mà quy định rằng là cái rượu whisky á chỉ được sản xuất tại Scotland thì mới được dán cái nhãn là whisky trên thân chai. Ví dụ như các anh chị, các bạn mua chai rượu whisky của Việt Nam mình sản xuất thì trên thân chai rượu anh chị cũng nhìn thấy cái chữ whisky như này luôn. Đấy, nó chỉ có một cái là như này này. Đấy là chỉ những cái chai rượu nào ấy sản xuất tại Scotland thì trên thân chai này nó mới ghi cái chữ là được phép ghi cái chữ là gọi là Scotch whisky thôi. Đấy. Chứ ví dụ như là Việt Nam mình sản xuất rượu whisky tại Việt Nam mình thì mình không thể đóng chai và ghi cái chữ gọi là Scotch whisky ở trên đấy được, đúng không ạ?
Đấy, thì chỉ có một cái vấn đề là như vậy thôi, thì chúng ta lưu ý là như vậy nhé, chứ không phải rằng là có một số nguồn thông tin kiến thức là ghi là gì ạ, là chỉ có những cái chai rượu nào sản xuất tại Scotland này, Canada, Nhật Bản này thì mới được phép dán nhãn là whisky, còn lại thì ngoài cái vùng đấy như những vùng khác như Mỹ thì chỉ được phép dán là whisky này, thì không phải không có cái luật nào ở cái bang nào người ta quy định là như vậy hết. Đấy, chỉ có cái là các vùng miền này này đó, giống như sau này chúng ta học về Champagne cũng vậy. Đấy, Champagne nó là tên một cái vùng Champagne của Pháp. Đấy, vậy cho nên là sao ạ, người ta sẽ chỉ được công nhận là gọi là Champagne thứ thiệt ấy, khi mà cái loại Champagne đấy được sản xuất ra tại vùng Champagne. Đó, chúng ta sẽ học về cái rượu vang và Champagne thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và nói kỹ hơn về những cái vấn đề đấy sau này. Thì chúng ta tổng quan thì sẽ chỉ có một số cái khái niệm về kiến thức cơ bản này thôi. Đấy, whisky thì được sản xuất tại Scotland, Canada và Nhật Bản, thì thông thường trên nhãn chai rượu sẽ có cái chữ whisky như này. Còn cái từ whisky này thì thường là sẽ được rượu là sẽ được sản xuất tại Ireland này, ở Mỹ này, được chưa? Và những cái quốc gia khác, ví dụ như ở Việt Nam của mình thì thường là whisky cũng ghi ký hiệu là whisky này. Đấy. Nhưng mà đây là chúng ta nói về những cái quốc gia mà có cái sản lượng sản xuất rượu whisky và xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới bây giờ thôi, mình sẽ không liệt kê những cái nơi khác các bạn nhé. Đó, thì đối với cả whisky á thì là rượu là thường được sử dụng duy nhất từ một cái nguồn nguyên liệu là cái mạch nha ấy. Đó, cái mạch nha, cái là đến lần mạch, cái mạch nha là cái quá trình cái mạch nha có thu được là người ta làm ra từ cái lúa mạch các bạn, lúa mạch đen, lúa mạch vàng ấy, đến từ một cái lò nấu rượu và không có pha trộn thêm bất cứ một cái rượu whisky đến từ cái lò nấu rượu nào đó khác, hay là sử dụng những cái thành phần nguyên liệu từ ngũ cốc khác, ví dụ như là ngô hay là khoai hay sắn gì đấy để pha trộn vào. Đó, các bạn hiểu là như vậy nhá. Còn whisky á thì là rượu được pha trộn nhiều nguyên liệu khác nhau. Đấy, ví dụ như có thể dùng ngô, dùng bắp, dùng khoai sắn gì đó pha trộn với nhau, hay là hạt lúa, ngũ cốc. Và nhiều loại whisky đấy đến từ các lò nấu rượu khác nhau người ta có thể pha trộn vào được. Thì trên thân chai sẽ ghi là gì ạ? Là cái chữ blended whisky. Đó. Còn đối với những cái chai rượu whisky như thế này thì trên thân chai chúng ta sẽ rất phổ biến nhìn cái chữ single malt. Single malt là cái rượu whisky đơn đấy, gọi là sử dụng cái mạch nha đơn đấy, trong quá trình chưng cất sản xuất. Tôi hy vọng tôi giải thích như vậy là đủ kiến thức để anh chị các bạn có thể hiểu được. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau là xem qua một số những cái nhãn của những cái nhà sản xuất đấy đến từ gì ạ, Scotland. Rượu whisky của Scotland thì rất nổi tiếng và phổ biến trên thế giới, và những cái nhãn này, sản phẩm này đến từ các nhà sản xuất này đều rất nổi tiếng và phổ biến tại các quán bar trên thị trường Việt Nam của mình. Thứ nhất là Chivas, đúng không ạ? Đó, Chivas thì anh chị các bạn sẽ rất dễ bắt gặp và cực kỳ phổ biến ở trong các quán karaoke này, hay là mình mua ở những cái cửa hàng rượu siêu thị mình về uống trong gia đình. Còn ở trên quán bar ấy, thì thường là lại ít phổ biến người ta kinh doanh về cái sản phẩm Chivas như này. Đó, thấy chưa? Tại vì sao? Không phải là nó không ngon ạ, không phải không ngon đâu, mà là những cái loại rượu này thì thường là nó lại quá phổ biến khi mà chúng ta uống ở trong gia đình rồi. Cho nên trên quán bar thường là người ta sẽ hay kinh doanh cái nhãn còn lại đây. Ví dụ như là của bên Johnny Walker này, đó, chúng ta có cái nhãn Black Label, thấy chưa? Đấy, Black Label. Rồi Ballantine's, The Glenlivet này, Macallan này và Dewood. Đó là những cái nhãn đến từ Scotland, thấy chưa? Của các nhà sản xuất. Đó, Ballantine này hay là Johnny Walker là tên của nhà sản xuất này, thấy chưa? Chivas cũng vậy. Còn những cái con số này chính là gì? Chính là những cái năm tuổi các bạn nhé, năm tuổi của rượu được ủ trong thùng gỗ sồi. Tiếp theo thì rượu whisky của Ireland, Canada, Nhật Bản và Mỹ thì chúng ta có những cái nhãn nào? Thứ nhất là ví dụ là Jameson này, đó, nhà sản xuất Jameson rất là nổi tiếng tại các quán bar. Đây là cái nhãn rượu đến từ Ireland các bạn nhé, nhà sản xuất đến từ Ireland. Rồi Canadian Club này, rồi một cái nhãn rượu đến từ Canada, nhận Jim Beam. Đó, Jim Beam là một cái nhãn rượu đến từ Mỹ các bạn nhé. Cái chai này cực kỳ phổ biến tại các quán bar Việt Nam mình luôn, gần như quán bar nào 100% cũng có cái nhãn Jim Beam này. Đó, bởi vì chai này cũng khá là rẻ, nếu các bạn đi mua ở bên ngoài đại lý thì giá đâu đó khoảng trên dưới 300.000, nhận chưa? Rồi bourbon là vùng, cái rượu whisky Jim Beam này người ta còn hay gọi là rượu bourbon, được chưa? Bởi vì người ta hay gọi theo tên của cái vùng này nữa, là vùng bourbon đến từ Mỹ, nhá. Đó, hay là rượu whisky của cái vùng Tennessee này là cũng là một cái vùng của Mỹ, nhá. Đến từ nhà sản xuất Jack Daniel. Đó. Và đây cũng là rượu whisky của Mỹ các bạn nhá.
chai Jim Beam này và cái chai Jack Daniel cực kỳ phổ biến tại các quán bar. Đó, tất cả các nhãn này đều rất phổ biến tại các quán bar ở Việt Nam mình. Các bạn đi bất cứ quán bar nào, chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những cái nhãn rượu này. Tiếp theo là chúng ta có cái nhà sản xuất Yamazaki, một loại whisky đến từ Nhật Bản, đó, có 12 năm tuổi. Và cuối cùng là rượu Hibiki, cũng là đến từ Nhật Bản. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cách uống rượu whisky. Rượu whisky á, thì rất đa dạng về cách uống, nhưng trong đó thì cái cách uống phổ biến nhất thì thứ nhất là chúng ta có thể uống neat trực tiếp, tức là uống không có đá gì hết, được chưa? Đấy, không đá, không gì cả, rượu rót trực tiếp ra ly và uống. Thì như các bạn thấy là gì, chúng ta có một bức ảnh mô phỏng ở đây, rượu bên trong không hề có đá và không hề pha trộn thêm cái gì cả, đó. Và người ta uống trực tiếp luôn, thì uống này gọi là uống neat. Cách uống này thì nói chung là cái độ cồn của rượu nó sẽ khá là gắt, để dành cho những anh chị nào mà thích cái độ mạnh của rượu và thích thưởng thức 100% từ cái rượu nguyên chất ạ. Đó, không pha trộn thêm cái gì. Còn cách thứ hai thì người ta sẽ pha trộn thêm, một là người ta sẽ uống theo cái hình thức gọi là on the rock, tức là uống với đá đấy các bạn. Đó, uống với cả đá. Một cái ly to như thế này có cái thể tích nó sẽ từ 350 cho tới 400ml, từ 300 đến 400ml các bạn nhé. Đó, sẽ để đựng rượu whisky. Và cái đá sử dụng để uống rượu whisky á, thì thông thường là chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng những cái đá non hay những cái đá bi để mình sử dụng, mà cái đá người ta dùng để uống rượu whisky đó sẽ chính là cái đá to, cái đá ví dụ như các bạn thấy cái viên đá tròn này người ta gọi là ice bone. Đấy, cái đá rất là to tròn và được làm ra từ trong cái trụ tròn đá, cái trụ để mà làm đá tròn này đó. Hay rằng là người ta sẽ dùng cái khuôn để người ta làm ra cái đá này. Cái đá nó phải đạt được cái yếu tố là gì ạ? Nó phải già đó, nó phải già, nó phải rắn chắc, nó phải không được non, để khi đưa vào cái rượu này người ta uống ạ, thì cái đá nó sẽ có tác dụng, nó giúp cho cái rượu ấy làm lạnh nhanh chóng, nhưng mà nó lại không tan nhanh để pha loãng rượu, gọi là thuật ngữ gọi là dilute cái rượu này, tức là khiến cho cái rượu nó nhạt đi, thấy chưa? Mà nó sẽ chỉ khiến cho cái rượu này nó lạnh thôi đó, và giải phóng một phần cái nước hòa tan đấy dilute vào bên trong cái rượu này đó. Thì những cái người uống cái rượu theo cách như này ạ, thì làm sao cái độ cồn của rượu lúc này nó sẽ giảm xuống từ 40 độ xuống đâu đó cỡ khoảng trên dưới 30 độ, và đồng thời là giải phóng hương thơm để khiến cái rượu uống nó ngon hơn và dễ uống hơn. Thay vì chúng ta uống trực tiếp uống nít như thế này thì nó sẽ khá là gắt, được chưa? Khá là gắt. Đó. Cách uống thứ hai thì người ta sẽ pha trộn với cả soft drink, gọi là mixer, được chưa? Pha với cả soft drink thì như cái bài học lần trước tôi đã có chia sẻ và giải thích rồi, soft drink đó là một cái từ chung chỉ những cái sản phẩm đồ uống giải khát đóng lon chai có ga hoặc là không có ga, ví dụ như Coca, Fanta, tonic, soda, mineral water, tức là cái nước khoáng ấy. Trong đó whisky thì cực kỳ phổ biến, nhất là đối với người Nhật, đôi khi cả người châu Âu. Người châu Âu thì rất hay phổ biến whisky với cả soda, còn người Nhật thì rất hay uống rượu whisky với cả nước khoáng, nước tinh khiết. Người ta sẽ pha trộn theo cái tỷ lệ là một phần rượu cho tới khoảng 3 đến 4 phần nước khoáng vào với nhau, với mục đích để giảm cái nồng độ cồn có trong rượu xuống và giải phóng hương thơm các bạn nhé. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Rượu whisky được uống ở trong cái ly rock như thế này. Cái ly như thế này thì chúng ta gọi nó là ly rock như thế này này, hay còn gọi là ly old fashion các bạn nhé. Đó, thì đá được đưa vào đây, sau đó thì người ta thêm rượu vào, thường sẽ là theo cái tỷ lệ công thức sẽ là one part alcohol với cả khoảng three part cái thành phần gọi là mixer đấy, tức là một phần rượu và ba cái phần đồ mix, được chưa? Nó thường là như vậy. Ví dụ như whisky coke là whisky với coca thì người ta sẽ pha trộn ở đây là một phần rượu, bao gồm tương đương khoảng ở Việt Nam mình thì rất hay phổ biến với công thức là khoảng 40 đến 45ml ấy. Đấy, 45ml rượu. Còn ở trong khách sạn thì thường sẽ rơi tầm khoảng 6 đến 7 xeo rượu, tương đương khoảng 60 đến 70ml. Tùy các bạn nhé, tùy từng quán bar. Đấy, quán nào mà làm ngon ấy thì thường là một cái ly rượu này nó sẽ phải tầm 6 đến 7 xeo rượu, tương đương khoảng 60 đến 70ml. Còn bình thường thì công thức phổ biến nhất thì ở các quán bar bình dân họ bình thường ấy, thì phổ biến nhất thì sẽ là theo công thức là 45ml. 40 đến 45ml rượu cho một cái ly rock như này. Sau đó thêm đá và sẽ top up là rót đầy với Coca. Whisky thì sẽ không bao giờ phục vụ đi kèm chanh với cả muối các bạn nhá. Các bạn nhớ nhá, whisky không bao giờ phục vụ kèm cả chanh. Đấy. Sẽ chỉ uống cái theo cách là neat là một, uống on the rock là hai. Đấy, và pha với cả soft drink là ba. Cách cuối cùng là rượu whisky người ta có thể sử dụng để pha chế cocktail. Dạ, cocktail thì có rất nhiều món cocktail rất nổi tiếng sử dụng rượu whisky để pha chế. Đó, tôi sẽ liệt kê một số tên, một số món pha chế rượu whisky. Ví dụ như là Perfect Manhattan này. Đấy, được chưa? Hay là Old Fashion này. Thì cũng có sử dụng rượu whisky. Dạ, hay là một cái món mà các bạn rất hay gọi ở trên quán bar vào mùa hè rất là nổi tiếng, gọi đấy là whisky chua đấy. Whisky sour. Thì lúc đấy người ta sẽ sử dụng cái rượu whisky mà chuẩn nhất sẽ dùng. Một là sẽ dùng whisky của vùng Irish, là cái Jameson đấy để pha.
Hai là các bạn pha chế, nhân viên bartender là các bạn thì sẽ rất hay sử dụng rượu của vùng bourbon này, cái whisky Jim Beam của vùng bourbon này để pha cái món whisky chua này, được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi tiếp về những cái symbol, những cái ký hiệu trên một cái chai rượu whisky mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Đó, thì ở trên một chai rượu whisky á, thì khi mà chúng ta nhìn đây có những cái thông tin của chai rượu, anh chị các bạn chúng ta sẽ cần phải nắm được. Thứ nhất là nhà sản xuất, là đâu là tên của nhà sản xuất. Ví dụ như chai Chivas này, tôi sử dụng hình ảnh chai Chivas này bởi vì cái sản phẩm này nó khá phổ biến cho chúng ta, đúng không ạ? Đó, Chivas là tên của nhà sản xuất. Thứ hai là chúng ta sẽ vùng sản xuất này, mình phải quan tâm đến cái vùng sản xuất là cái origin này. Vùng sản xuất thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Là Scotch Whisky. Phía trước nó sẽ là cái ký hiệu là blended, tức là nó cho chúng ta biết là cái chai rượu này, được chưa? Cái chai rượu này là sao ạ? Là cái loại rượu mà người ta sản xuất theo phương pháp người ta có pha trộn các thành phần ngũ cốc khác, cũng như là rượu được pha trộn từ nhiều cái lò nấu rượu khác nhau. Thứ ba là các con số, gọi là cái năm tuổi của rượu. Thì ở đây chúng ta thấy có 18 ở đây, tức là cái rượu này được ủ trong thùng gỗ sồi là sao ạ? Với những cái lò, cái thùng gỗ sồi ủ mà là 18 năm. Đấy, thì chúng ta thấy là rượu Chivas thì có những cái rượu có tuổi là 12 năm này, 18 năm này, 25 năm cho tới 32 năm, đúng không ạ? Đó, thì cái số năm tuổi làm rượu nó càng cao ấy thì cái rượu đấy lại càng đắt tiền. Tuy nhiên thì các bạn hiểu một điều rằng là cái rượu ấy nó không hẳn rằng là người ta ủ 18 năm trong cái thùng gỗ đấy xong bắt đầu ra đóng chai ra bán cho chúng ta đâu ạ. Bởi vì như thế thì cái sản lượng rượu để mà xuất khẩu trên thị trường nó sẽ không đủ. Đấy. Vậy cho nên là gì ạ? Là 100% là cái rượu này nó không phải 100% từ cái thùng cái rượu người ta làm tuổi 18 năm là có thật các bạn nhé. Nhưng mà một cái thùng rượu đấy ạ, người ta phải pha ra nữa, pha ra phải đến hàng nghìn chai ạ thì mới đủ cái sản lượng để làm sao để đáp ứng, để cung cấp cho thị trường được. Đấy. Rồi. Và thứ tư là sao, cái hiệu là mình đã phải tìm hiểu là phân loại là cái rượu đấy là single malt hay là blended. Đấy, thì tôi đã giải thích rồi đúng không? Single malt là mạch nha đơn, làm duy nhất từ một rượu whisky, được sản xuất duy nhất từ một lò nấu rượu riêng lẻ, không có pha trộn thêm bất cứ một cái loại ngũ cốc nào khác và chỉ sử dụng duy nhất là cái mạch nha đơn để sản xuất rượu whisky. Đấy, còn ở đây là blended là có pha trộn thêm ngũ cốc khác nữa. Được chưa? Đó, mà các bạn thấy là rượu whisky đến từ Scotland thì người ta sẽ có cái ký hiệu là cái chữ whisky đây. Được chưa? Whisky chứ không phải whisky ở trên thân chai. Đó, mà Scotland thì hoàn toàn những cái rượu đến từ Scotland thì hoàn toàn cũng sẽ có dòng single malt hoặc là blended. Được chưa? Đó, ví dụ như rằng là đây chúng ta quay trở lại một chút thì như chúng ta thấy là gì? Rượu của Scotland này thì có Chivas đây thì chúng ta có cái dòng này là blended này. Johnny Walker làm là blended này. Ballantine cũng là blended luôn. Đó. Trong đó có Macallan này, đấy, hay Glenlivet này thì chúng ta có các nhãn này thì nó sẽ có single malt. Mình sẽ đi tiếp. Rồi, cuối cùng là đến cái quy trình sản xuất rượu whisky. Whisky production process này. Thì ở đây thì chúng ta có tổng cộng là 6 bước tất cả. Đó, thứ nhất là cái bước chuẩn bị nguyên liệu. Thứ hai là gì ạ? Là mashing, là cũng giống như cái quy trình mà chứng cất sản xuất rượu vodka ấy. Anh chị các bạn đã học qua những cái bài trước rồi thì chúng ta đã biết cái quá trình mashing này rồi đúng không ạ? Người ta ngâm rồi người ta nghiền ép cái ngũ cốc. Bởi vì thật ra rượu vodka thì quy trình sản xuất nó cũng gần tương tự giống như là whisky này ở cái giai đoạn ban đầu ấy. Đấy. Cái hỗn hợp mashing này sau đó bắt đầu đưa lên men. Lên men, sau quá trình lên men thì người ta sẽ chưng cất. Đối với vodka thì làm sao ạ? Thì sẽ chỉ chưng cất thôi, đúng không ạ? Chưng cất sau đó bắt đầu người ta sẽ không có làm tuổi mà vodka thì chưng cất với cả lọc rượu để cho cái rượu nó tinh khiết và loại bỏ cái tạp chất, cái độc tố. Đấy. Và cuối cùng thì là bottling, là đóng chai, được chưa? Đó. Chuẩn bị nguyên liệu này. Đó, sau đó thì nghiền nếp này, sau đó bắt đầu lên men này, chưng cất này, làm tuổi và đóng chai. Chúng ta sẽ đến một cái sơ đồ khác nó chi tiết, nó cụ thể hơn nữa. Đó. Gồm có 6 bước tất cả. Đó, thứ nhất là preparation, là chuẩn bị đến nguyên liệu. Thì ở đây ấy, cái nguyên liệu người ta sử dụng, người ta mô tả là người ta sẽ sử dụng cái ngũ cốc hay là gì ạ? Cái ngũ cốc, và bắt đầu là người ta sẽ đem nấu lên và ngâm. Nó ngâm cái mạch nha và bắt đầu nghiền ép nó, được chưa? Và dàn nó ra trong thời gian là 3 tuần đấy, trong thời gian là 3 tuần đấy. Đó. Với những cái cách người ta có thể là gì ạ? Là sấy khô này hoặc là gia nhiệt cho nó. Sau đó thì cái hỗn hợp thu được ở đây ở cái qua phía bên cái nồi này ạ, người ta gọi là mashing. Đó. Sẽ có được bằng cái cách là gì ạ? Là người ta nấu ngũ cốc này các bạn này, đấy, cooked grain này, nấu ngũ cốc này và cái mạch nha. Sau đó người ta sẽ thêm cái nước ấm và tại nơi đây thì nó sẽ chuyển hóa thành cái hỗn hợp người ta gọi là một cái hỗn hợp liquid này, gọi là một hỗn hợp có chứa cồn mà người ta gọi nó là cái mass. Đấy, cái mass giống như rằng là cái quy trình người ta sản xuất rượu vodka các bạn, cũng giống hết, không khác tí gì.
Sau đó tiếp tục thì cái mesh này sẽ được đưa vào đây để lên men. Đấy, một cái tanh, một cái bồn này để lên men. Thì tại đây cũng giống hệt như rượu vodka, người ta sẽ cấy cái men vào đây. Được chưa? Đấy, cấy cái men vào đây. Đó, sẽ được đưa vào bồn này này, cùng với cả men này. Sau đó thì cái men này ạ, nó sẽ chuyển hóa cái đường đây này. Convert to sugar to alcohol, chuyển hóa cái đường thành cái cồn. Và cái sugar là cái đường này là đường tự thân nhé bạn nhé. Đường tự thân có bên trong cái mạch nha này, chứ không phải người ta thêm đường vào đây. Đó, sau 3 cho tới 4 ngày thì cái kết quả thu được là một cái hỗn hợp chất lỏng có chứa cồn là 10% độ cồn, mà người ta được biết đến là như là một cái quá trình giống như mô tả đây là gì ạ? Là giống như hỗn hợp trong cái quá trình người ta sản xuất bia. Bia cũng giống như vậy bạn nhé. Bia thì ba cái bước đầu tiên này cũng qua cái giai đoạn cũng tương tự giống như này. Chúng ta sẽ học về bia và mình sẽ nói sâu hơn về bia vào sau này. Đấy, sẽ có những bài nói về bia. Tiếp theo thì cái hỗn hợp mà người ta gọi rằng là wax này này. Đấy, sẽ được đưa vào để chưng cất các bạn nhé. Thì cái phương pháp chưng cất phổ biến nhất đối với rượu whisky đấy là chưng cất bằng nồi, gọi là pot still. Nhưng whisky cũng hoàn toàn có thể chưng cất bằng cột được. Đấy. Và chưng cất bằng cột tốt hơn hay chưng cất bằng nồi tốt hơn thì cho đến nay chưa có một cái chuyên gia nào người ta khẳng định cái việc là chưng cất tốt hơn bằng nồi hay chưng cất bằng cột tốt hơn. Chỉ có là cái phương pháp nào thì nó phù hợp hơn đối với người ta mà hơn mà thôi. Đấy. Và đôi khi là người ta sản xuất cái rượu đấy theo phương pháp truyền thống thì người ta thường hay chưng cất bằng cái phương pháp như nào, người ta sẽ sử dụng như vậy. Chứ nó không có nghĩa là chưng cất bằng cột hay là chưng cất bằng nồi thì sẽ tốt hơn. Mỗi một phương pháp ấy nó sẽ có những cái ưu điểm nhược điểm khác nhau. Trong đó thì các bạn chỉ cần hiểu cái sự khác nhau ấy đó là gì. Chưng cất bằng cột thì nó sẽ là cái quá trình chưng cất liên tục để người ta thu được ngay một cái hỗn hợp rượu của cái nồng độ cồn rất là cao, nó có thể lên tới 95-96% độ cồn. Sau đó người ta sẽ phải là gì ạ, dilute cái rượu, tức là pha loãng cái rượu ấy ra cho những cái quá trình tiếp theo, tùy theo mỗi cái loại rượu mà người ta sản xuất. Còn chưng cất bằng nồi ạ thì người ta sẽ chưng cất theo từng mẻ các bạn nhé, theo từng mẻ rượu, và người ta sẽ có thể chưng cất nhiều lần. Thì càng nhiều lần chưng cất thì cái nồng độ cồn trong rượu nó càng tăng lên. Đấy thì các bạn hiểu cơ bản là như vậy các bạn nhá. Đó thì ở đây người ta mô tả quá trình chưng cất này, đó là cái hỗn hợp wax này này sẽ được đưa vào để gia nhiệt để cho cái hơi rượu nó bay lên để nó ngưng tụ thành rượu. Đấy, ngưng tụ thành rượu sang một cái bồn chứa rượu khác. Đó, thì cái hỗn hợp này sau quá trình chưng cất ấy thì cái nồng độ cồn nó sẽ rất là cao. Và sau đó bắt đầu người ta sẽ làm tuổi nó bằng cách là đưa vào đây để aging, là để đưa vào cái thùng gỗ sồi này. Và người ta sẽ pha thêm nước vào đây các bạn nhé. Đây này, đấy nước này, water is added to the high wine này. Đấy, ở đây người ta gọi này là wine. Nhá. Đó. Nơi mà sẽ được làm tuổi ở trong cái thùng gỗ sồi, và cái thùng gỗ mà ta sử dụng đây ấy là usually made from charred white oak, là sử dụng cái thùng gỗ sồi trắng. Thấy chưa? Đấy, và tại đây thì rượu whisky sẽ được làm tuổi ít nhất là 3 cho tới 4 năm bạn nhé. 3 tới 4 năm. Đấy. Và một số loại thì sẽ được làm tuổi lên tận 10 cho tới tận 15 năm. Đấy thì các bạn thấy chưa? Giống như những cái loại rượu whisky như là Chivas hay là Ballantine hay là Macallan. Được chưa? Hay là Glenlivet. Và cái cuối cùng là gì ạ? Sao lại người ta sẽ pha trộn. Kết quả cuối cùng là rượu whisky sẽ được đóng chai hoặc là pha trộn hoặc đóng chai. Đấy. Đấy, the resulting whiskey is stored in glass bottle. Đấy. Đóng chai, 6 bước tất cả trong quy trình sản xuất rượu whisky. Thì đó là toàn bộ những kiến thức về rượu whisky trong cái bài ngày hôm nay. Đó, nếu anh chị các bạn có cái câu hỏi thắc mắc gì thì hoàn toàn cũng có thể là để lại comment ở phía bên dưới video này. Ngoài ra thì kiến thức tổng hợp thì đôi khi có thể nó sẽ có những cái sai sót hoặc là nó không đầy đủ. Thì rất mong là nếu anh chị các bạn nào có những kiến thức chuyên môn mà chúng ta thấy có những cái sai sót gì đó thì mình cũng hoàn toàn có thể là góp ý hoặc là đóng góp bổ sung thêm để cho cái phần kiến thức của tôi được hoàn thiện và đầy đủ hơn, bằng cách là các bạn có thể comment ở phía bên dưới cái video này. Rồi, rất cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi cái bài học ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Bài tiếp theo là bài số 6, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về rượu brandy. Đó là kiến thức của bài sau. Rồi, xin chào các bạn.